Hello các bạn, hôm bữa ở clip trước mình ba đá bạc mình quên post cái đoạn video này các bạn. Thì đây là một cái hồ ở gần hướng Bà Rịa, ở khu vực Đất Đỏ, có một cái hồ khá là lớn. Xa xa mình nhìn thấy sương mờ nữa các bạn, rất là đẹp luôn. Lúc này là buổi sáng, mình là ra đi bộ chạy bộ dọc bờ biển chơi các bạn. Cái camera nó không, nó quay không theo ý mình lắm đó. Lúc này hên hên sao tự nhiên mình đi ra được cái chỗ này và nhìn xuống cái gọi chỗ này gọi là miếu Hòn Bà các bạn. Ngay cái lúc mà thủy triều xuống đó, và có một cái đường để đi ra đó, người dân khách du lịch ra rất là đông các bạn. Mò vô đây để kiếm đường đi xuống. Ở đây thì mình sẽ có một cái đường đi thẳng xuống dưới luôn các bạn, nhưng mà khá là dốc, rất là dốc, y như là mình leo núi vậy đó. Có một cái sợi dây để mình nắm mình leo lên nữa. Rồi sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định đi đường vòng xuống các bạn. Ở đây cũng là một cái lối đi vô nhưng mà nó thoải ha, nó lại hơn là cái lối bên kia. Đường xuống đây các bạn, đường này là đường xuống miếu Hòn Bà. Đây, khung cảnh rất là thiên nhiên. Rồi, mình xuống tới được bãi biển rồi đây các bạn. Đó, trước mắt hiện lên một khung cảnh quá đẹp luôn các bạn. Trước đây thì buổi sáng mình hay ngủ dậy trễ và đi dậy thì đi ăn sáng, cho nên rất là khó mà có dịp để đi xuống biển mà nhìn thấy được những cái view đẹp như thế này các bạn. Người dân khách du lịch đi ra ngắm cảnh đi qua miếu Hoàng Bà rất là đông. Đó, một cái khung cảnh mà gọi là bầu trời rồi một cái quang cảnh, một bên là núi, một bên là biển, rồi có một cái chùa. Gọi là cái lúc mà mình đi ở ở đây á, cái cảm giác rất là đã các bạn. Nếu mà có dịp các bạn đi xuống đây để chơi vào buổi sáng, trời quang, không có mây và ánh sáng xuống rất là đẹp. Cộng thêm ngay cái bữa nay là cái bữa mà nước rút xuống nữa. Nên mình sẽ thấy du khách đi bộ qua bên miếu rất là đông. Cái chỗ này là cái bãi đá để đi qua bên kia, rất là khó đi nha các bạn. Cái lúc này mình và vợ mình đang đi hai đôi giày mà để chạy bộ, nó thấm nước cho nên không có đi qua được. Chứ nếu mà hồi nãy mình biết trước mình mang hai đôi dép xuống là mình đi qua bên kia luôn. Lúc này đi ra coi cái là đi vô, các bạn có thể thấy được cái bầu trời, cái biển, cái Hòn Bà. Khúc này không gian rất là đẹp, rất là chill. Rồi, đây là cái quang cảnh lúc mà mình đi ngược vô đây các bạn. Một bên núi, một bên biển, xa xa là cái khung cảnh của thành phố, rất là đẹp. Có các cô chú đang mò cua bắt ốc ở đây nữa các bạn. Mình lại gần mình coi thử coi. Rồi, đây là cái đường dốc hồi nãy nè, để đi lên trên nè các bạn. Đi từ dưới lên thì dễ đi ha, cho nên bận về mình sẽ đi đường dốc này để mình lên. Nhìn trên video vậy thôi chứ dốc lắm nha các bạn. Coi như là một bữa xuống Hòn Bà mà mình vừa được ngắm biển mà mình vừa được leo núi luôn các bạn. Quá là đã luôn. Đó, các bạn thấy cái đường dốc không? Ở trên đây mình có thể mình nhìn xuống được tốt ở dưới kia. Cái đoạn khúc gần lên tới trên thì
nó dốc hơn, khó đi hơn, có những cái dây để mình bám theo mình đi lên. Chắc là bữa nào mình phải đi leo núi Bà Đen chơi quá các bạn. Tự nhiên leo cái khúc này cảm giác thấy đã đã. Rồi đó, giờ lên tới ở đó các bạn, nhìn xa xa ra ngoài kia, một buổi sáng quá đã. Rồi ok các bạn, lại thuê xe đạp và chạy vòng vòng chơi một buổi sáng, ăn chơi được nhiều món các bạn. Đây mình sẽ scan cái mã vạch, mình vào mình đăng ký ứng dụng, xong rồi mình nạp tiền đó, mình scan cái mã vạch vô đây là đó, là mình chạy, mình mở khóa mình chạy được cái xe thôi, rất là dễ. Buổi sáng chạy xe đạp đi dạo ngắm biển. Chiêu chiêu. Thật ra ở Sài Gòn á, mình cái khu vực mình ở nó không có cái công viên hoặc là cái chỗ để người dân có thể mà ra đó tập luyện, cũng như là tập thể dục, cũng như là chạy bộ, cũng như là hoạt động có hoạt động các hoạt động thể thao ngoài trời các bạn. Còn là như ở Vũng Tàu hoặc là các thành phố biển thì phải nói là quá đã rồi, vừa có biển, vừa không khí trong lành, vừa ít xe cộ. Rồi video tới đây của mình nó cũng dài rồi các bạn. Xin chào các bạn.